Thưa quý vị, năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế. Chính sách nâng thời hạn thị thực vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy để ngành du lịch thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực. Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của thị trường quốc tế, tuy nhiên, vấn đề thị thực vẫn được xem là nút thắt lớn nhất, ảnh hưởng tới tăng trưởng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam. Việc Quốc hội đồng ý nâng thời hạn thị thực điện tử e-visa từ 30 lên 90 ngày, hứa hẹn thị trường khách quốc tế đến nước ta du lịch sẽ sôi động hơn trong thời gian đến. Sau khi được cấp thị thực điện tử, trong 90 ngày, người nước ngoài được nhập cảnh, xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới. Miễn thị thực lên đến 45 ngày thì đồng nghĩa với việc là khách du lịch sẽ không chỉ đến nhiều mà còn sẽ có cơ hội để chi tiêu nhiều hơn ở Việt Nam. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể thu hút được cái sự đóng góp của khách du lịch quốc tế cho nền kinh tế của Việt Nam. Chính sách visa mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, đúng thời điểm Việt Nam bước vào mùa cao điểm khách quốc tế. Hiện các đơn vị lữ hành đã thông báo đến các đối tác nước ngoài để xây dựng sản phẩm phù hợp, hấp dẫn, giữ chân du khách lâu hơn. Đồng thời đây cũng là tiền đề để các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các thị trường khách quốc tế, trọng điểm và tiềm năng. Cộng đồng doanh nghiệp đã phối hợp rất chặt chẽ với cơ quan nhà nước, với trung tâm xúc tiến du lịch để chúng ta xác định những nguồn khách tiềm năng cho Đà Nẵng. Chúng ta từ đó chúng ta hình thành hệ thống sản phẩm, kêu gọi nhà đầu tư, rồi chuẩn bị sản phẩm, rồi chuẩn bị nhân lực để chúng ta tiến sâu vào một số thị trường bền hơn, và nó làm cái sự phát triển nguồn khách nó bền vững, không chỉ phụ thuộc quá nhiều vào một vài nguồn lớn thì khi mà có biến cố xảy ra chúng ta trở tay không kịp. Thế thì sau khi đã xác định được sản phẩm thị trường, chúng ta phải triển khai hoạt động truyền thông, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, từ cộng đồng, từ xã hội hóa. 6 tháng đầu năm nay, ngành du lịch đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm, phục hồi 66% so với mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Cùng với chính sách thông thoáng hơn về visa và sự năng động trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, kỳ vọng lượng khách quốc tế đến nước ta trong năm nay sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.